cứ mỗi đợt tết đến xuân về những người mà làm về cây cảnh và chơi cây cảnh thì lại luôn muốn tạo cho mình một những cái cây rất là mới lạ và độc đáo thì một trong những dòng cây có thể nói là độc lạ năm nay các bạn có thể mua các cái gốc của các cây châm ổi như này ạ gốc cây rất là lâu năm này xù xì này và trông cái nhẫn rất là nhiều kiểu dáng rất là đẹp thì về các bạn có thể tạo uh, các bạn có thể ghép lên các cái cây uh, ngũ sắc các màu màu tím màu tím thì có tím đứng tím rủ vàng thì có vàng đứng vàng rủ có màu đỏ thái và màu vàng cam với cả màu trắng tinh nữa ngoài cái việc mà bán các cái cây châm ổi này để ghép thì nhà mình còn bán cả các cái cây giống của cây ngũ sắc để các bạn có thể lấy các cây phôi bo để ghép Các bạn có nhu cầu mua các cây châm ổi, gốc châm ổi Hoặc là các cây cây ngũ sắc, các màu, các thể loại Đứng và rủ để uh, ghép lên cái cây châm ổi Thì vui lòng liên hệ 097 797 3535 bạn nhé Nhà mình bán cả cái gốc cây châm ổi và cả cái uh, cây giống của cái cây ngũ sắc để các bạn ghép ạ